mới tràn đầy năng lượng và thật bình an ạ. Tuyết xin giới thiệu về bản thân Tuyết, là Tuyết tên đầy đủ là Trần Thị Tuyết. Năm nay Tuyết 38 tuổi. Tuyết đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Và cái cơ duyên biết đến Simmery là Tuyết cũng nhờ một hộp trà tê thôi ạ. Và cái hộp trà tê đã giúp Tuyết giải quyết được vấn đề táo bón. Và cũng nhờ là chị giới thiệu sản phẩm cho mình dùng sản phẩm, mình yêu sản phẩm quá. Thế rồi mình giải quyết được vấn đề táo bón cho mình. Thế xong rồi con gái mình 3 tuổi cũng bị táo bón luôn. Thế là cũng cho bạn ấy uống cùng với mẹ luôn. Thế hai mẹ con giải quyết được. Mà trong khi đó là cái táo bón của mình ấy, là nó kéo dài hàng 5 năm rồi, mình đi chữa biết mà không được. Thế yêu sản phẩm quá, dùng sản phẩm. Rồi bắt đầu là mới đầu dùng hộp trà tê, xong rồi mình bị xương khớp và dạ dày nữa. Thế là mình tìm hiểu dùng thêm bộ xương khớp dạ dày. Thì từ khi dùng bộ xương khớp dạ dày mà cái sản phẩm với mình nó hay các bạn ạ. Mình dùng một mũi tên nó trúng nhiều cái đích. Tuyết dùng xương khớp với dạ dày mà Tuyết da Tuyết cũng có nám nhiều lắm. Tuyết bữa nay là xương khớp với dạ dày thì là không thấy gì nữa rồi. Chả thấy xương khớp đau mà chả thấy dạ dày nó đau nữa. Chả biết nó khỏi từ khi nào ấy. Mà Tuyết dùng thời điểm là 6 tháng rồi nhá. Thế và cái da Tuyết bữa trước có nám nhiều lắm nhưng bữa nay đỡ nhiều rồi. Và đặc biệt nữa là Tuyết giảm được 7kg luôn. Trước khi dùng sản phẩm là Tuyết 58kg, bây giờ Tuyết còn có 51kg thôi. Thế nên là yêu sản phẩm bên mình lắm. Và bây giờ là cả gia đình Tuyết sử dụng sản phẩm luôn. Từ mẹ này, anh chị em trong gia đình, con cái, vợ chồng dùng sản phẩm hết. Và trong khi mà mình cái thời điểm dịch bệnh này, mình có một dòng sản phẩm tốt như này để mình dùng thì mình yên tâm lắm. Và trước đây là Tuyết, từ khi biết đến Simmery là Tuyết yêu sản phẩm, thì Tuyết đã tìm cho mình được cái giải pháp là chăm sóc sức khỏe tự động. Là có nghĩa là bây giờ là Tuyết không sợ các bệnh mãn tính nữa. Từ trước đến giờ Tuyết có cái nỗi lo về các bệnh mãn tính. Tại vì trong gia đình Tuyết là mẹ Tuyết bị rất nhiều bệnh mãn tính. Thế nên là Tuyết sợ là mình đến lúc mình nhiều tuổi như mẹ mình sẽ bị như vậy. Và mình không thể chịu đựng được những cái nỗi đau đớn và mình ăn kiêng ăn cũng nhiều lắm. Cơ thể nó mệt mỏi, đi viện suốt. Thế mà bây giờ Tuyết tìm được cái giải pháp đấy rồi. Là Tuyết tự tin rằng là từ Tuyết để đi và con cái là Tuyết sẽ không bị mắc các bệnh mãn tính nữa. Và Tuyết tự tin, Tuyết giúp cho mẹ Tuyết là những cái bệnh mãn tính của mẹ ấy là xương khớp, mà mẹ bị tiểu đường với lại mẹ bị áp huyết cao, là những cái bệnh mãn tính là mẹ cải thiện nhiều lắm. Và vừa rồi mẹ đi khám thì là cái chỉ số của mẹ dùng 4 tháng rồi. Tất cả các chỉ số như áp huyết, tiểu đường và mỡ máu men gan của mẹ là trở về bình thường hết rồi. Và với nữa là mình yêu cái mình vào đây mình nhận được nhiều giá trị nữa. Là mình yêu cái đội nhóm của mình lắm, cái văn hóa đội nhóm tuyệt vời. Mình nhận được rất nhiều cái giá trị từ đội nhóm của mình. Mình có được những mối quan hệ chất lượng. Thế còn về sản phẩm thì Tuyết có kể từ giờ đến mai cũng không hết được. Thế nên là cảm ơn mọi người. Và mọi người đang trong cái quá trình mà tìm hiểu về sản phẩm ấy, thì mình cứ tự tin mình trải nghiệm đi. Tuyết nói thì mọi người chỉ tin phần nào thôi. Thế nhưng mà cái thực tế là nó phải qua cái trải nghiệm của mình. Và mình trải nghiệm được thì mình sẽ thấy yêu sản phẩm rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người lắng nghe Tuyết chia sẻ. Vâng, cảm ơn chào chị Tiếp. Một câu chuyện của bạn Tiếp đã sử dụng sản phẩm cho, lúc đầu chỉ dùng cho bản thân mình thôi. Bây giờ là dùng cho cả nhà luôn và có được cái kết quả vô cùng tuyệt vời. Một cái giá trị mà bạn đã nhận được cho chính bản thân và cho gia đình. Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của bạn. Xin mời một sự chia sẻ tiếp theo của các bạn nữa ạ. Xin anh chị em nào? Ôi, Nguyễn Thị Kỳ. Rồi, mời chị Nguyễn Thị Nga. Vâng.